Kênh chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá rau củ quả củ kiệu vào những ngày cận Tết nha quý vị. Thì video này mục đích là cập nhật cái giá nông sản tại chợ Đầu Mối Hóc Môn cho quý anh chị em tiểu thương mua đi bán lại biết được cái giá tại chợ Đầu Mối Hóc Môn bán ra như thế nào, cũng là người tiêu dùng á biết được cái giá đó cụ thể để mình đến mình mua lương thực thực phẩm để về mình chuẩn bị cho ngày Tết sắp đến quý vị. Thì bây giờ là 5 giờ chiều, 5 giờ chiều ngày 19 tháng 1 năm 2024 là nhằm ngày mùng 9 năm con mèo. Rồi, sắp hết rồi quý vị, ngày mùng 9 tháng chạp chợ 5 giờ chiều quý vị. Thì mặt hàng chợ lúc chiều thì mình muốn thông tin đến quý khách hàng, những anh chị em mà tiêu dùng á, là hôm nay mình ra đây mình tại sao mà mình ra đây là mình cập nhật 5 giờ chiều thì cũng có cái ngụ ý là muốn giới thiệu đến quý khách mà tiêu dùng á, nếu mình mua ở vào cái thời điểm mà thất nghiệp rồi việc làm nó khó khăn á, rồi mình kiếm tiền nó không có được như lúc trước nữa đó, thì mình đi chợ 5 giờ chiều nếu là mình mua hàng nông sản tại chợ Đầu Mối Hóc Môn thì là rẻ nhất, tiết kiệm rất là nhiều luôn nha quý vị. Có nhiều loại là sáng 10.000 chiều 5.000 luôn, nửa tiền kiểu vậy á. Còn là những khách hàng VIP á, thì họ mua là đồ tươi mới thì mình không nói làm gì quý vị. Còn nếu mà mình mà muốn mà tiết kiệm thì đi chợ 5 giờ chiều, 5 giờ chiều đến chợ Đầu Mối Hóc Môn ở khu vực dãy A nha quý vị. Tôi nói vậy rồi không sao, có gì đâu, có cái anh đẹp trai bợ hết trơn hết trọi rồi mà bợ sao mà cái xe của nhỏ lật cái đồng luôn. Thì bà con đi chợ lúc 5 giờ chiều là rẻ nhất. Bên đây là chị đẹp bán cũng rẻ nè quý vị. Ở chỗ này bên đây là A20, bên chị này bán A20. Còn củ kiệu này mình quay hớm rài đó quý vị là A18. Rồi mình cập nhật giá đậu que đồ bông cải đồ là A16, 14. Cải làm dưa là A12. Đây nè kiệu nè, ở đây là kiệu quế hột nha quý vị, đúng chuẩn hàng luôn đó, đúng chuẩn hàng luôn nha quý vị, tép nào ra tép đó sạch bách luôn. Là hiện tại giờ họ để giá 53 nè quý vị, 53.000 một ký. Thì nó ngay nó có lên, nhưng mà bà con tiểu thương trong chợ Đầu Mối Hóc Môn nói chung rất là linh động về vấn đề giá cả nha quý vị. Thấy để vậy là để cái giá bán lẻ chứ mà mình mua sỉ là rẻ, công ty nữa mình trả giá cũng dùng tư chứ trả giá không có bị cự nữ nói này nói kia đâu nha quý vị, an tâm vấn đề đó. Ở khu vực này được có cái là quý anh chị em vô mua lựa từ trái luôn, giống như là chị này mua cà nè, lựa từ trái luôn, bán hơn sáng giờ bán 5.000 á hả, bán hơn đó bà con tiểu thương á, cũng mong mỏi là bán hàng cho được nhé quý vị. Đồng ý là hàng mình rẻ tới cái nào cái bản 5.000 với cái bản kia cũng 5.000, mà bản hơn với bản không hơn nữa thì đó, củ cải đất nông của bà con á, rồi thu hoạch, thu hoạch lên á thì nó dính đất, rồi vận chuyển tới chợ rồi còn thấy
để gia công rửa, rửa sạch sẽ nha quý vị. Vậy mà tới chợ đây là còn tiền rửa, tiền chợ, tiền công bán ra nữa, bán có 5.000 đồng ký rồi, 5.000 đồng một ký là cho lựa rồi, là lựa xong rồi là còn lại là cái rớt trở lại đó quý vị, đâu được 5.000 đồng ký. Thì bà con trên đất nông á, chắc bán chắc ở tại vườn chắc cả chừng 1.000 đồng ký hay sao á, thì ở đây nó mới có giá vậy. Cũng như đụng chợ rẻ quá quý vị, đó đó là cái này nè, 3 ký 10.000 nè đó, chị đó đang lựa là cái đống nó 3 ký 10.000 củ cải đất nông á, kiểu như là 5.000 người ta lựa ra đó, lựa riêng là cái còn là đó 3 ký 10.000 luôn. Cá trắng sổ 3 ký 10.000. Thì theo như cái thông tin của khán giả trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn á, là ở ngoài Đức Trọng Lâm Đồng nói gì hành á, hành lá đó quý vị, là nếu mà cho thì thương lái lợi nhỏ, còn họ mua họ không mua cho họ nhỏ thôi đi bán thì lợi hơi nhỏ, họ nhỏ cũng kiểu sạch ruộng á quý vị, rồi đi bán rồi lấy tiền mình trồng đã đời cho. Ở tội nghiệp quá trời, nghe khán giả nói thiệt khổ rồi luôn. Đây quanh vào nắm kim châm quý vị 4.000, nắm kim châm 4.000, cải chua Cần Thơ 5.000, hành tây Đà Lạt 20.000, 25.000, kiều quế hột 48.000, ở kia 53.000, đây 48.000, thì nó có hai loại nó khác nhau nha quý vị. Cái gì gái ơi, hiểu không, 48.000 ký mua nhiều bán 45.000 luôn, Phước Anh linh động lắm. Bông bí, bí nụ, bí nụ nhiều đó người đẹp hả, bí nụ 25.000 đồng ký quý vị, bí nụ 25.000 đồng một ký, cà rốt Đà Lạt 10.000 đồng một ký. Ê, nay bộ chia tay thấy chú không chào không hỏi hết trơn à, nay bộ nghỉ chơi tao hay sao mà thấy không chào không hỏi hết à, đang bản đồ, bản đồ đó hả, tưởng ớt chuông, ớt chuông 20.000, ớt sừng Đà Lạt 25.000 đồng ký, bông xanh 22.000 đồng ký, hành tây Đà Lạt 22.000 đồng ký. Rồi bên đây nha quý vị, ở đây là cải làm chua 4.000 đồng ký, 5.000 đồng ký, 6.000 đồng ký cải làm chua, quá rẻ luôn. Bắp cải Đà Lạt 7.000 đồng ký, thảo Đà Lạt 10.000 đồng ký, đổi loại xấu hơn 8.000 đồng ký, bắp cải đất nông trời xanh lét thiệt đẹp luôn 10.000 đồng ký, hành bó 8.000 đồng bó, rau răm, rau răm 17.000 đồng ký, diếp cá, diếp cá 15.000 đồng ký, húng cây 15.000 đồng ký, tía tô 15.000 đồng ký, dứa thơm 10.000 đồng ký, cải xà lách gai 22.000 đồng ký, cải cúc tầng ô, cải cúc 6.000 đồng ký, cải ngọt 10.000 đồng một ký. Bên đây, đây tầng ngon nè, tầng ngon 8.000, kế bên bán 5.000 luôn. Khổ qua 5.000 đồng một ký, cà bét 15.000 đồng một ký, quá sức rẻ.
Đây là khu vực này là A18, 20, 16, 14, 12 nha quý vị. Bán bao lựa luôn. Anh Phước rau nhiệt tình luôn. Chợ ế lắm quý vị. À, bên đây ớt hiểm 30.000 đồng ký. Ớt hiểm 30.000 đồng ký cải ấy kìa. Cải ngọt 8.000 đồng ký. Hai bông 15.000, cải bông bông cải. Bông cải lớn 10.000 bông. Ớt chỉ thiên 30.000 đồng ký, ớt ba tri 30.000 đồng ký. Cần tây 25.000 đồng ký. Ớt ba tri bên đây 20.000 luôn. Rồi bán bó luôn. Bán bó cải thìa 5.000 đồng bó. Rồi cải bẹ xanh 10.000 đồng bó. Quá trời rẻ. Rẻ lắm nha bà con, rẻ thảm thương luôn. Trời ơi. 5.000 luôn kìa, anh đã bán 5.000 luôn, 5.000 một bó rau luôn. Trời ơi, cái này là có thiệt luôn quý vị. Tại đây giải cứu rau xanh cho anh này coi, 5.000 nè quý vị. 5.000. Tía tô cũng 5.000 một bó, giúp cá cũng 5.000 một bó. Húng cây cũng 5.000 một bó. Rau răm 5.000 một ký. Quá sức rẻ rồi. Rau má 15.000 đồng một ký. Quá rẻ luôn. Chết bà con tiểu thương luôn. Cái này là siêu rẻ đó, không có đâu mà rẻ bằng đây nữa. Một bó luôn, trời ơi. Tiêu luôn à. Tội nghiệp luôn. 5.000. 5.000 mẹ vô. Hả? Đậu que nè chị ơi. Đó, bầu là 5.000 đó. Cà bắp 15.000 đồng ký. Đậu que đi. Hỏi bên đó. Đây nè. Ngò 10.000 đồng một bó. Rồi mua mà bán 5.000 là lỗ chắc. Rồi vớt giác đồng nào hay đồng đó đó, tội nghiệp anh đó. Tội nghiệp em trai này không? Té tua luôn rồi bà con ơi. 5.000 luôn. Bên đây à, khu vực đó là chỗ em đó bán là C10 nha quý vị. C10, C8. À, em đó bán ngay căn 1, 2, 3. À, ngay căn C8, mướn ngay căn C8 nha quý vị. Em bán 5.000 bó đó là nghiệp không. Ngay căn C8 nha quý vị. À, có mua bà con có mua ra ủng hộ tội quá. Trời ơi. Cũng bản lạnh lắm đó nha quý vị. Bản lạnh lắm mới bán 5.000 mà đứng bán với theo mình rồi nó thiệt chứ mà bán mà 5.000. À mình cho đi thẳng ra làm sao lên xe tải cho chở lên trên bãi rác cũng chi luôn. Bản lạnh. Khá khen. Quá bản lạnh. Còn như cải Cần Thơ này thì không nói. Cải Cần Thơ này 5.000 thì không nói, cải Đầm Chu á quý vị. Tại vì nó là giá đó. Còn cái đồ mà 20.000, 15.000 mà bán 5.000 mà đứng bán là thiệt là bản lãnh. Dưa leo 8.000, khổ qua 5.000, dưa leo 12.000, bầu 13.000. Một ký nha quý vị. Gần 25.000.
ví dụ như người ta bán nguyên dựa này này, cái nào dư hành này nè, người ta cũng bán 5 ngàn, nhưng tại vì nó có một chút xíu à, đâu nhầm nhò gì, rượu đây 45 ngàn, cà chua 8 ngàn, hành bắp 32 ngàn, hành lọt 5 ngàn, tại vì con miếng đây là bình thường. Cải làm chua bên A14 bán 3 ký 10 ngàn luôn má ơi. Cái này á 3 ký 10 ngàn nè, này mà phải mình mua ra hàng từ thiện là thôi quay vô hút sạch liền. Rồi cà bét chín ha, đúng rồi, cái này nó chín đỏ như trái cà chua luôn nha quý vị. 5 ngàn một ký, giá yêu thương luôn, giá yêu thương luôn á, 5 ngàn ký cà bét, còn có cái nó chín, chín đỏ chét luôn. Hành Trà Vinh 40 ngàn nè, hành Lý Sơn 30 ngàn đồng ký, cải Cần Thơ 5 ngàn, 7 ngàn đủ loại, đậu que 20 ngàn. Bông xanh 10 ngàn đồng, giá sốc vô cùng luôn. Được có cái dựa A14, A16 bán là bà con lại lựa thoải mái luôn, lựa từ trái từ cũ luôn. Đậu que 20 ngàn đồng, cà bắp 15 ngàn đồng một ký, cà tím vậy chứ mà hổm rày có giá nha quý vị, cà tím 10 ngàn đồng, bầu non 10 ngàn đồng, mớp 15 ngàn, mớp hương mà 15 ngàn, ấy cha bí xanh mà 18 ngàn nha, bí xanh 18 ngàn bao lựa luôn, đủ đủ 10 ngàn đồng một ký. Ô khoai lang dụng 10 ngàn đồng, rồi 12 ngàn đồng luôn. Xin thưa với quý khán giả gần xa, nếu mà mình mà mua đồ mà cho những bếp cơm chay từ thiện ha, là đến cái dựa mình đang đứng đây nè, từ trưa cho tới chiều nha, từ khoảng là 12 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều là vô đây, bảo đảm quý vị là không bao giờ mà không có hàng rẻ để cho quý vị mua, bảo đảm lúc nào cũng có, tại vì số lượng người ta bán nhiều lắm, rồi cũng lựa qua lựa lại lựa tới lựa lui vậy đó, thì nó phải ra cái hỏng đời đẹp, thì mình mua về đó mình làm cái mục đích của mình là cung cấp cái sức ăn từ thiện á, mình chủ về cái nhiều, mình muốn nhiều, mình bỏ công ra mình làm để sạch đẹp lại nó ngon lành đấy á, mình phục vụ á, trong cái ăn á thì đến đây nha quý vị, rẻ lắm là rẻ nè. Cũng thưa chứ giờ mà nó mà đi mua mà khoai lang mà làm gì có 10 ngàn, 12 ngàn, đây người ta để bảng giá luôn, mà không phải là kêu mình lấy hết đi lại đây chứ, mà loại này là nó vậy là mình lại mình lựa chứ không phải là mình lấy hết đâu, mình lựa theo ý mình dễ vậy đó. Khoai tây bắc cũng nhỏ nhỏ 15 ngàn đồng một ký, cà rốt 12 ngàn đồng một ký, dưa leo đẹp 10 ngàn đồng một ký. Su su với su hào 8 ngàn đồng một ký, su hào nguyên bịch 7 ngàn đồng một ký. Môn đó lựa đó, bao lựa đó, môn việt. Đậu rồng 20 ngàn đồng một ký, cái gì đậu rồng, rồi cái thì chắc lên xe rồi, xe này xe của dựa nè, xe chở hàng đi giao của dựa nè, chắc cái thì là để bán giá. Đúng rồi, việc sáng tạo linh động luôn. Cái thì cái ngọt
để lên luôn, để bãi luôn, cắm lên để xe bán luôn, 7.000 đồng ký. Ba cái gậy trắng 10.000. Thì thường mình mua đồ từ thiện, mua cải trắng nè, cà chua nè, cà chua 5.000, cải trắng 3.000, rồi cà rốt nữa, cà rốt 10.000, nhưng mà vô đây mình mua mình kiếm cái loại 5.000 7.000 mua rẻ lắm nha quý vị. Đó hàng mới đó, đó đó bây giờ là chắc chị chắc xuống là hàng mới đó quý vị. Đây là kéo, con kéo hàng mới là cải ngồng nè. Hàng mới tinh đó. Khẩu qua cũng 4.000, 5.000, 7.000 đồng ký, tùy theo mới cũ, quá trời rẻ. Bên giờ bên đây các khẩu qua anh đổ ra quý vị. Mình thấy rẻ vậy mình lo mình rầu nha quý vị. Người nông dân mà không có tái cơ cấu mà sản xuất lại được thì lứa sau này nó mắc trên trời dưới biển là mua không nổi luôn chứ không phải đâu. Tại vì bây giờ họ lỗ hết tiền rồi, họ không làm, họ không làm nữa thì nó bị cái kiểu nó bị khủng hoảng cái chuỗi cung ứng. Ví dụ như giá nó đều thì người ta trồng nó đều thì nó ổn định. Còn tự động là bây giờ này có 4-5 ngàn một ký rồi, người ta lỗ người ta đủ cái tiền thu hoạch rồi. Ta mất hết tiền công, tiền giống, rồi tiền đầu tư gì mất trắng. Rồi sao họ có vốn họ tái cơ cấu, họ không trồng nữa thì lứa sau, 3 tháng sau, 2 tháng sau cũng qua mắt. Mắt là mình khỏi ăn luôn. Thì kể cả cái củ cây trắng này nè. Củ cây trắng giờ bà con đất nông lỗ thì đâu có trồng nữa, thì 3 tháng nữa mình không có củ cây trắng ăn. Giống như giờ chuối đó, chuối cái mô Đài Loan đó, giờ người ta thất bại vậy, người ta thất cổ, người ta tự giận gì quá trời luôn. Chuối cái mô Đài Loan đó, khu vực cái miền Đông Nam Bộ trồng đó, người ta chặt, người ta đốm, người ta bỏ. Rồi Trung Quốc cứ đặt hàng rồi nó không mua. Bây giờ bà con điêu đứng tự giận luôn. Từ mốt nữa mấy cái chuối đó dẹp hết rồi, không ai trồng nữa rồi, chuối lên chứ gì đâu. Chuối lên mình mua ăn không nổi, lũng đoạn. Rồi hôm nay mình thông tin cái giá nông sản rau củ quả tại khu vực A12, A14, A16, A18, A20, A22 nha quý vị. Thì giải A nha quý vị, là ở đây bà con bán cái giá như vậy. Và hôm nay buổi chợ này mình vô mình quay phim, mình thấy mình thương em này quá quý vị. Em bán ở C8 nha quý vị, một người đàn ông rất là bản lãnh nha quý vị. Bán tí tô 5.000, tí tô 5.000 ký, kiếp cá 5.000 đồng ký, không như là toàn bộ rồi khúc cây 5.000 đồng ký. Bán tế quá đó,
tới quá không có người mua, rồi chờ mãi tới héo úa rồi bán được nhiêu hay nhiêu. Thì bà con ở bán đây là ban ngày, là mướn mặt bằng bán ban ngày của mấy cái chủ dừa bán ban đêm, bán ban đêm họ kinh doanh chính, rồi là mình mướn mình bán nguyên ngày vậy đó. Giờ em nó đang dọn về đó, là mướn bán ban ngày, ví dụ mình bán ban ngày vậy đó, là nhiêu vậy đó, rồi mình mua đồ về mình bán. Những người này là mua trực tiếp nha quý vị, mua đi bán lại đó, những ông chủ bà chủ thật sự đó. Là lỗ lời là ha, họ mua họ bán lời là họ lời, họ lỗ chứ không ai ký gửi nha quý vị. Thì đây những người này cũng điện vậy, nhưng mà không phải là hết. Thì 80-90%, ví dụ 10 sạp thì có cả chừng 2 sạp, 1 sạp. Ví dụ đơn cử như cái anh A18, A14, A16 này nè. Mấy anh này là chủ nè, mấy anh này là bán là 24-24 nè, mấy anh này là chủ nè. Từ bên kia qua đó là thuê nha quý vị, thuê khúc á. Nhưng người ta bán ban đêm, người ta về người ta ngủ á, cái mình thuê trước rồi mình bán rau cả vậy đó. Đó, thấy vậy chứ nó như anh em nhỏ đó, nó ngồi đó chứ là chủ đó. Ta mua bán lỗ lời gì là người ta mua đi người ta bán lại đó, lỗ lời gì đó. Còn bữa là khác, bữa có cái cách kinh doanh khác. Gần ta mua, ta chở gần vô quý vị. Gần thì cũng rẻ đó quý vị, gần đó như em đó đang chắc xuống đó, là giá bán ra, giá bán la ra mà là giá bán lẻ nha quý vị. Thì 25.000, mua nhiều quá thì 22.000. Nghệ tươi thì rẻ, ở đó em có bán nghệ đó, nghệ đó nay 15.000. Ở Patri có 25.000 luôn, 1 kg quá rẻ. Rồi giờ chiều rồi, giờ cũng hết ai thấy gì luôn. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.